Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series chuỗi bài tập của sinh viên đại học EDX. Và mình là Nhung, sinh viên khóa 2 của đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB25. Và quay trở lại với series của ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với buổi 3 của bộ môn nguyên lý kế toán. Và ở bài tập về nhà của buổi 3 mình sẽ có hai bài tập. Một bài là lý thuyết và một bài mình sẽ phải làm thực hành về bài tập về kế toán. Thì bài 1 mình sẽ phải giải thích chi phí chắc chắn hay là có thể làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp và tìm hiểu về nguyên tắc thận trọng. Bài 2 là tại mình sẽ phải làm cái đề bài là như này. Và mình sẽ phải làm cái yêu cầu là phân loại các nội dung tại ngày 31 tháng 12 này. Tức là phân loại mục tài sản nợ phải trả vốn chủ sở hữu cho phù hợp này và tính tổng. Đó, mình sẽ có 3 yêu cầu. Thì mình sẽ ở đây mình sẽ nói về bài 1 trước, còn bài 2 mình sẽ làm bản tích. Thì theo như mình tìm hiểu thì là mình sẽ trả lời trước và mình sẽ giải thích sau. Thì chi phí có thể làm giảm bớt lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp và mình sẽ nói và giải thích câu này như sau. Thì ở đây có rất nhiều loại chi phí, như là chi phí sản xuất này, chi phí kinh doanh hoặc các chi phí khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi các khoản chi phí này giảm bớt lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan đến việc giảm bớt tài sản hoặc là tăng nợ phải trả. Và chi phí này phải xác định được một cách đáng tin cậy. Các chi phí được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi lợi ích kinh tế dự kiến thu được trong nhiều kỳ kế toán có liên quan đến doanh thu và thu nhập khác được xác định một cách gián tiếp thì các chi phí liên quan được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở phân bổ theo hệ thống hoặc là theo tỷ lệ. Thì đơn giản mình có thể hiểu như là chi phí ở đây, cái chi phí ở đây có nghĩa là doanh nghiệp sẽ bỏ ra để mà làm một cái chu trình sản xuất nào đó. Ví dụ người ta chỉ cho mình chi phí 100 triệu thì mình sẽ chỉ có 100 triệu đấy và mình sẽ phải làm ra cái một cái kết quả như nào mà có cái lợi ích cao nhất. Thì nếu như thì theo như mình đã biết và đã tìm hiểu thì tốn nhiều chi phí tương đương với việc lãi, có là lãi lãi suất, cái tiền lãi của mình sẽ ít đi. Còn nếu mà tiền chi phí thấp thì tiền lãi của mình sẽ nhiều. Bởi vậy cho nên là nhiều doanh nghiệp họ sẽ cắt giảm chi phí về nhân công này, cắt giảm chi phí sản xuất này, cắt giảm chi phí lao động một cái gì đấy. Thì ở đây mình đã lên Google mình tìm hiểu. Đó, cắt giảm chi phí sản xuất nhưng mà sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hoặc là chất lượng làm việc. Ở đây là cắt giảm hoặc không sử dụng vật liệu vượt xa với tiêu chuẩn. Có là mình sẽ chỉ là tiền của mình bao nhiêu thì mình sẽ phải làm với đúng cái số tiền đấy, không không lên quá đà, không lên quá cái tiêu chuẩn của số tiền. Nào, tìm nguồn cung cấp nội địa để giảm bớt chi phí lưu kho và vận chuyển. Đấy, thì mình sẽ phải chi phí bao nhiêu mình sẽ phải ước lượng ước chừng với bao nhiêu hạng mục, bao nhiêu cái vấn đề mình phải lo, mình phải giải quyết. Sử dụng một loại vật liệu cho nhiều ứng dụng tương tự nhau. Thì ở đây có nghĩa là khi một vật liệu có thể đa nhiệm vụ, có giúp tiết kiệm chi phí, ví dụ như là lưu kho vận chuyển tiết kiệm ở thời gian phát triển sản phẩm mới, thời gian sản xuất. Tiếp theo là sử dụng vật liệu có đóng gói bao bì lớn hơn. Thì ở đây ví dụ này, ở đây người ta có
ví dụ này. Ở đây ví dụ can 1 lít và can này can 5 lít. Ví dụ ở can 1 lít này mình sẽ tốn 100 gram về nhựa, về cái nhựa cứng thì nhân lên 5 lần nó sẽ mất 500 gram nhựa cứng. Còn ở đây ví dụ nếu mà làm chai lớn hơn nhưng mà sẽ chỉ mất 400 gram nhựa cứng thì đó chính là một cái giảm giảm bớt chi phí rồi. Đó. Đấy là một ví dụ. Ở đây này chuyển từ sản xuất thủ công sang tự động hóa ấy. Khoa học phát triển thì là một số công việc khó hoặc nặng nhọc chuyển cho máy móc. Đấy chính là cắt giảm nhân lực, cắt giảm lao động đối với các nhà máy sản xuất lớn, hoặc là giảm thiểu nhân công, đó, giảm thiểu lao động để đóng vai trò quan trọng trong giảm chi phí. Chi phí đầu tư máy móc sẽ tốn một khoản chi phí lớn trong ngắn hạn, tuy nhiên về dài hạn thì đây được xem là đầu tư có lời. Tiếp theo thì sẽ là thuê gia công khi không có sẵn máy móc công nghệ. Thì ở đây là sẽ đối với những cái nhà máy quy mô nhỏ thôi, nhận gia công theo đơn hàng, theo đơn kiện, hoặc là đầu tư máy móc sẽ không hiệu quả bằng thuê gia công, bởi vì nó cái sản xuất nhập xuất xuất nhập nó vẫn còn quá là nhỏ, quá là ít, thì mình chỉ làm bằng tay, bằng nhân lực con người thì sẽ đỡ tốn hơn. Tiếp theo sẽ là tham khảo về chuyên gia. Thì ở đây tham khảo chuyên gia có mình sẽ phải đi tham khảo những người mà biết rõ về cái ngành nghề, biết rõ đường đi nước bước. Nếu mà khi đó chúng ta chưa có một cái kinh nghiệm gì mà chúng ta cứ làm bừa thì chắc chắn là sẽ lỗ. Bởi vậy chúng ta khi mà chúng ta vừa mới bước chân vào nghề thì chúng ta nên hỏi những người đã từng trải để mình có thể đi một cái con đường đúng đắn nhất, và nó sẽ giúp mình giảm cái chi phí, hoặc là làm có thể đóng góp vào cái lợi nhuận của công ty sẽ tăng lãi suất của mình lên. Thì đó, tổng quan thì mình nói là như thế. Thì mình đúc kết ra thì là chi phí có thể làm giảm lợi ích kinh tế trong doanh nghiệp. Và đây mình đã quên cái tìm hiểu về nguyên tắc thận trọng, thì buổi sau có cơ hội thì mình sẽ nói lại, tại vì bây giờ mình quên mất, mình không chưa tìm hiểu mà mình đã quay video. Và video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.